Dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư. Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào trong cơ thể, có tỷ lệ tử vong cao. Ở giai đoạn đầu, ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng, nên bệnh nhân thường không chú ý, và khi có triệu chứng rõ ràng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Có rất nhiều loại ung thư, mỗi loại có những biểu hiện khác nhau. Do vậy, chúng ta cần chú ý đến những thay đổi trên cơ thể mình để phát hiện sớm các dấu hiệu của ung thư. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm. 1. Những thay đổi ở da. Một số ung thư có thể gây ra những thay đổi ở da như da sạm đen đi, vàng da, vàng mắt, ban đỏ ở da, bong da quá mức, ngứa da. Trên da xuất hiện nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc. Các vết thương trên da lâu lành hơn. Biểu hiện thứ hai, ho dai dẳng. Hầu hết ho không phải là ung thư, nhưng nếu ho kéo dài nhiều ngày, có thể là một trong những tín hiệu ung thư phổi. Dấu hiệu thứ ba, khó nuốt, ăn mất ngon. Một số bệnh như cảm lạnh, trào ngược axit, đột quỵ, v.v. có thể gây ra khó nuốt. Tuy nhiên, khó nuốt cũng là một trong những dấu hiệu của ung thư cổ họng và thực quản. Dấu hiệu thứ tư, đầy bụng và ợ nóng kéo dài liên tục. Dấu hiệu thứ năm, các vấn đề ở miệng như viêm loét miệng kéo dài hoặc có những vệt trắng, mảng trắng bất thường trên lưỡi sau vài tuần mà không lành thì cần khám bác sĩ ngay. Dấu hiệu thứ sáu, gặp vấn đề tiểu đại tiện như tiểu nhiều lần, tiểu yếu, tiểu xón, tiểu ra máu, táo hóa kéo dài, đại tiện ra máu. Đó là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư. Dấu hiệu thứ bảy, sụt cân. Sụt cân là chuyện bình thường nếu bạn thực hiện chế độ giảm cân hoặc gặp vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng nếu tự nhiên sụt cân nhanh mà không rõ lý do thì đó có thể là dấu hiệu ung thư tuyến tụy, thực quản, bao tử, phổi hoặc các căn bệnh ung thư khác. Biểu hiện thứ 8, sốt. Sốt bình thường chỉ là dấu hiệu cơ thể đang chiến đấu với sự viêm nhiễm hoặc phản ứng phụ của thuốc. Nhưng sốt triền miên không rõ nguyên nhân thì đó là dấu hiệu của ung thư bạch hầu ác tính hoặc ung thư hệ bạch huyết. Dấu hiệu thứ 9, sưng hạch bạch huyết. Khi hạch bạch huyết bị sưng, điều đó thường có nghĩa là cơ thể đang chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng như cảm lạnh hoặc viêm họng. Một số bệnh ung thư như ung thư hạch bạch huyết và bệnh bạch cầu cũng gây ra loại sưng này. Dấu hiệu thứ 10, mệt mỏi. Mệt mỏi do nhiều nguyên nhân và hầu hết không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, mệt mỏi cũng là một trong những dấu hiệu của một số bệnh ung thư như bệnh bạch cầu, một số bệnh ung thư ruột kết và dạ dày có thể gây mất máu mà bạn không thể nhìn thấy, dẫn đến triệu chứng mệt mỏi triền miên. Cách phòng chống ung thư hiệu quả. 1. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên tối thiểu 30 phút trên ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tập thể dục thường xuyên và vừa phải có thể làm giảm nguy cơ ung thư của bạn ít nhất 30%. 2. Thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Đó là một chế độ ăn ít chất xơ, ít hoặc không ăn thịt đỏ, ăn nhiều trái cây, rau quả tươi, ăn chất béo lành mạnh. 3. Không hút thuốc lá. Khói thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ ung thư của bạn thêm 30%. 4. Hạn chế sử dụng rượu. 5. Duy trì khám phụ khoa thường xuyên. 6. Hạn chế ở ngoài trời vào giữa ngày, tránh nắng, chống nắng cho da. Trên đây là 10 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư sớm và cách để phòng chống bệnh ung thư hiệu quả. Cô giáo Mignon trân trọng cảm ơn bạn đã theo dõi video. Chúc bạn và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Nếu bạn thấy video hữu ích thì nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video trên kênh của cô giáo Mignon. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.